công nghệ của bạn như thế nào khi mà ngày đầu tiên được đi học trong một năm học mới sau một thời gian nghỉ hè? Dạ, ngày đầu tiên đi học lại thì em cũng thấy rất là vui gặp lại được mấy bạn này. Với lại lớp em cũng có thành viên mới nữa cho nên là cũng thấy háo hức. Với lại tiết học đầu tiên thì cô giáo cũng rất là tỉ mỉ để nói vài chuyện về những học phần mới nên em rất là vui. Cái cảm giác này nó giống như cảm giác đầu tiên khi mình xem năm nhất vậy, rất là hồi hộp, em thấy vui sau một tháng nghỉ hè. Ngày đầu tiên trở lại các em quên cách lấy vé xe luôn, một chút ghê cũng được, em lại lấy vé xe quên, em rất nhớ trường nhớ lớp. Em cảm nhận về không khí của ngày đầu đến trường như thế nào, ngày đầu đến trường trong năm học mới này như thế nào? Dạ chị ơi, ngày đầu trong năm 2 em thấy nó rất là nhộn nhịp so với là năm ngoái em đi luôn, kiểu bây giờ đi vô là nhiều sinh viên đi tấp nập á chị, nên là nó vui vẻ, cái không khí nó sinh động hơn. Dạ đầu tiên thì em cảm thấy là chưa quen lắm với những buổi học, kiểu mình nghỉ lâu quá rồi á, nên là làm cho mình cảm thấy hơi hồi hộp một chút, nhưng mà đổi lại thì các cô thì vẫn là nhiệt tình, thân thiện, nói chung là vẫn như năm nhất. Vậy thì ai là người mà bạn mong muốn được gặp nhất trong ngày đầu tiên này? Em mong muốn được gặp lại người chị em thân thiết Hữu Phước của em. Người em muốn gặp nhất nhưng mà không phải cùng lớp của em. Tất nhiên là buổi đầu thì mình mong ngóng nhất là những người bạn tốt của mình. Nhưng mà mong ngóng hơn là vẫn là những người cô giáo mà luôn theo dõi, luôn cổ vũ ủng hộ mình. Đó là điều tuyệt vời nhất khi em đến trường. Nhưng mà crush à? Crush thì hiện tại thì em vẫn còn chưa có. Nên là em nghĩ là thôi thì crush thì mình cứ để sau cũng được, không sao. Vậy thì bạn hy vọng gì cho một năm học mới này? Mình hy vọng là mình sẽ được học nhiều hơn và có những cái hoạt động thú vị hơn. Hy vọng em sẽ được ra trường đúng thời hạn. Dạ. Dạ. Cho bản thân mình thì em vẫn mong muốn là mình hoàn thành tốt thành tích học tập và tạo những mối quan hệ tốt với thầy cô và các bạn. Mình có thể tham gia những hoạt động tập thể, những hoạt động ngoại khóa khác cùng với lớp và với các thầy cô trong khoa.